Xin chào các bạn. Hôm nay kênh Bóng Chuyền Tổng hợp Giải trí xin tiếp tục nói về vận động viên Trần Thị Thanh Thúy. Thiếu vắng Thanh Thúy, BFU Lucas đứt chuỗi trận thắng nhưng vẫn tạo siêu địa chấn. Việc thiếu vắng Thanh Thúy phần nào ảnh hưởng tới BFU Lucas và họ phải chấp nhận đứt chuỗi 3 trận thắng trước đối thủ Hexham Eagles Springs nhưng vẫn tạo được địa chấn chỉ sau đó một ngày. 3 chiến thắng liên tiếp giống như một cuộc hồi sinh của BFU Lucas. Thế nhưng mèo xanh lại gặp bất lợi lớn khi thiếu vắng cầu thủ trong đội hình chính Trần Thị Thanh Thúy. Phụ công cao 1m93 trở về Việt Nam, thi đấu 2 tuần tại Đại hội Thể dục Thể thao và ngay lập tức ảnh hưởng tới phong độ của đội chủ sân Comarchi. Trong trận đấu hôm thứ Bảy dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng BFU Lucas nhanh chóng gục ngã sau chưa đầy 80 phút. Họ để thua 0-3 với tỷ số các set lần lượt là 18-25, 19-25 và 14-25 trước Hexham Eagles Springs. Đây là đối thủ được đánh giá cao hơn BFU Lucas rất nhiều. Trước trận đấu với mèo xanh họ có thành tích 8-2 và nằm trong top đầu bảng xếp hạng, nhưng đó không phải là lý do biện minh cho thất bại của đội chủ nhà. Trong set đầu tiên và set thứ hai chúng tôi không thể tận dụng những cơ hội ngon ăn để ghi điểm, tôi nghĩ đó là vấn đề lớn nhất. Chúng tôi không còn là chính mình trước khi đụng độ với đối thủ, huấn luyện viên Masai Ashi Sakamoto thừa nhận sau trận thua. Trong trận đấu không có Thanh Thúy, những ngôi sao tấn công của BFU Lucas cũng trở nên mờ nhạt một cách đáng kinh ngạc. Melissa Van Zet chỉ có 8/21 điểm tấn công đạt hiệu suất 38%, trong khi ngoại binh còn lại là Roslandia Koster gây thất vọng khi chỉ ghi được 7 điểm sau 30 cú đập, đạt hiệu suất 23%. BFU Lucas không có nhiều phương án tấn công, hai ngoại binh là những cây ghi điểm chính, cũng hoàn toàn bị bắt bài và thất bại là kết quả hoàn toàn dễ hiểu. Dẫu sao mèo xanh vẫn cho thấy cách họ vượt qua khó khăn rất đáng ghi nhận, ở cuộc gặp lại vừa kết thúc cách đây. Ít giờ đội chủ nhà giành chiến thắng 3-1 với tỷ số các set lần lượt là 16-25, 25-22, 25-20 và 25-20. Với sự thiếu vắng Thanh Thúy, đội bóng mèo xanh đã thất bại trước Hexham Eagles Springs. Trận đấu này cũng khép lại để các đội bóng bước vào kỳ nghỉ đông. Các bạn hãy xem và ủng hộ kênh nhé!